vị, ngày 21 tháng 7 năm 2022, Bệnh viện Quân y 175 tại thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị khoa học kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị COVID-19, có sự tham gia của nhiều chuyên gia hồi sức đầu ngành tại Việt Nam. Theo báo cáo của Bệnh viện Quân y 175, từ đợt dịch thứ tư đến nay, Trung tâm điều trị COVID-19 của bệnh viện đã tiếp nhận hơn 6.500 bệnh nhân COVID-19 nặng và vừa. Từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 6 năm 2022, trung tâm này đã gửi đến khoa vi sinh 3.407 mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân COVID-19 để cấy vi khuẩn vi nấm. Trong đó có 1.712 mẫu máu, 1.162 mẫu hô hấp và các loại bệnh phẩm khác như nước tiểu, mủ, phân. Kết quả cho thấy tỷ lệ mẫu bệnh phẩm bệnh nhân COVID-19 cấy dương tính với vi khuẩn vi nấm chiếm 34,7%. Tác nhân gây bệnh chủ yếu là nhóm vi khuẩn gram âm chiếm 76% và 14% là nhóm vi khuẩn gram dương và 10% nhiễm nấm. Trong các chủng phân lập được thì vi khuẩn Acinetobacter chiếm tỷ lệ cao nhất 30,3%, Klebsiella chiếm 19,1%, Burkholderia chiếm 12,4%, Candida SB chiếm 10%, Staphylococcus chiếm 7,6%. Theo Bệnh viện Quân y 175, tình trạng vi khuẩn kháng kháng sinh ở bệnh nhân COVID-19 rất cao. Tỷ lệ vi khuẩn Acinetobacter kháng nhóm kháng sinh Carbapenem, nhóm kháng sinh phổ rộng gồm 4 kháng sinh Imipenem, Meropenem, Etapenem và Doripenem. Các kháng sinh này thường được dùng để điều trị nhiễm trùng nặng và đa đề kháng là 60% và chỉ còn nhạy 82% với colistin, 54% còn nhạy với minoxidil. Trong khi đó, các chủng này kháng với nhóm cephalosporin thế hệ 234 và nhóm aminoglycoside với tỷ lệ trên 90%. Đối với vi khuẩn Klebsiella, có tới 70% số chủng phân lập được kháng carbapenem. Số kháng sinh còn nhạy để lựa chọn cho các chủng này rất ít, chỉ còn nhóm aminoglycoside và colistin. Còn đại đa số các kháng sinh khác đều kháng với tỷ lệ cao trên 50%. Ngoài ra, đại đa số các mẫu phân lập trên bệnh nhân COVID-19 trong thời gian điều trị có tỷ lệ kháng thuốc khá cao. Trong đó, tỷ lệ vi khuẩn đa kháng chiếm 33%, kháng mở rộng chiếm 52%, toàn kháng là 15%. Theo Bệnh viện Quân y 175, siêu nhiễm trùng gặp tỷ lệ cao là một trong những nguyên nhân làm gia tăng tử vong ở bệnh nhân COVID-19. Căn nguyên siêu nhiễm trùng đa dạng bao gồm cả vi khuẩn và vi nấm. Bên cạnh đó, vi khuẩn đa kháng, kháng mở rộng và toàn kháng ngày càng gia tăng cũng là các mối nguy cơ trong điều trị các bệnh nhiễm trùng. Các xét nghiệm vi sinh đã chứng minh được tầm quan trọng trong việc hỗ trợ cho chẩn đoán và điều trị hiệu quả bệnh nhân COVID-19. Giám sát căn nguyên vi sinh gây bệnh và xu hướng đề kháng kháng sinh của các căn nguyên gây bệnh này là rất cần thiết, giúp thiết lập kịp thời được các phác đồ điều trị. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cho biết, Bệnh viện Quân y 175 là bệnh viện tuyến cuối phía Nam của Bộ Quốc phòng. Vào ngày 19 tháng 7 năm 2021, thần tốc trong vòng chưa đầy 48 giờ, Bệnh viện Quân y 175 đã chính thức đưa vào hoạt động trung tâm điều trị COVID-19 với vai trò chia lửa cho các bệnh viện thu dung, bệnh viện dã chiến, trung tâm cách ly trên địa bàn thành phố. Bệnh viện cũng đã xây dựng trung tâm hồi sức COVID-19 là một trong 7 trung tâm hồi sức tại thành phố. Nay bệnh viện đã phục hồi công năng khám chữa bệnh bình thường. Hội nghị này có những bài học chia sẻ quý giá từ các chuyên gia để rút kinh nghiệm. Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, dịch COVID-19 là một tiền lệ chưa từng có, ngay cả thế giới vẫn coi đây là đại dịch. Hiện nay xuất hiện thêm nhiều biến chủng đáng quan ngại như BA4, BA5, BA275. Do đó, cần phải trong tâm thế chủ động mọi điều kiện, không để thành phố Hồ Chí Minh tái trở lại dịch bệnh lần hai, đó chính là mệnh lệnh. Theo Thứ trưởng, việc bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân phải được đặt lên trên hết. Chúng ta cần củng cố niềm tin, hệ thống lý thuyết và thực tiễn trong công tác điều trị COVID-19. Để theo dõi những thông tin liên quan và cập nhật những tin tức mới nhất, mời quý vị truy cập vào báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký theo dõi và ấn vào nút chuông để không bỏ lỡ những tin tức được chúng tôi cập nhật liên tục trên kênh YouTube báo Thanh Niên.